cuộc đời. Ông ấy nó tôi bây giờ tôi mới thấy sáng nay nói chuyện với Phật tử thăm điện thăm mà nói họ chân hửng hết trơn. Bởi vì đừng có tin những người mà nói đạo đức, nói nhu mì, nói hiền lành mà tưởng đâu người ta là người tốt, thấy chưa? Cái đó là còn chết nữa ông thấy. Tôi nói phải chi mà như tôi á, là con người ăn ăn ngay nói thẳng, nói mạnh bạo, nói gan tàn á, mà phản thầy lừa bạn á, thì như tôi không ai nói cái tôi vậy rồi. Còn ổng như vậy, một cái người mà giảng sư mà gian danh cả thế giới, chứ không tới cả thế giới, không riêng người Mỹ Canada đâu, cả thế giới mà phản thầy lừa bạn như vậy đó, nó đau lắm. Mong tôi ngồi tôi suy nghĩ, là riết là tại tội nghiệp cho Phật tử, biết nương vào đâu bây giờ, nương vào đâu, nương vào những ông thầy mà quậy quạng thì họ họ bất mãn rồi, nương vào ông thầy quy nghi tế hạnh, nói chuyện mềm mỏng, nói chuyện ngoan hiền lễ độ, tưởng đâu là ngon. Ông thấy chưa? Rồi cũng vậy rồi sao? Về cuộc đời gì là tín đồ Phật tử các ông nương vào đâu để tu? Cho nên bởi vì Đức Phật biết trước, là Phật nói thẳng nương vào chánh pháp á, Phật nói các ông tự thắp đuốc lên mà đi, thắp cái ngọn đuốc chánh pháp đó, thấy không? Phật biết nói trước hết trơn rồi. Bởi vì nhiều khi nói như thế đạo hữu chữ sướng á, nhìn lại chứ ông chứ coi chứ ông có phước á, chứ đừng tưởng vô phước không có Rồi con à, á, rồi à. không có con thì mà biết ấy nói vậy đó. À, tại nói có này có Đấy, con nè. có con rồi nó tức tức tối còn Cái nhiều này là thứ. không có tiền này ơi, mới không có con nổi chứ mẹ. Cứ có tiền có con rồi. Con thấy người ta ký có con nghe thầy. Con nói Bởi thật vì á. cái đời nay ông thấy không, bởi tại sao tôi chửi hoài, tôi tức mà tôi chửi thôi, bởi vì á Phật tử họ không có hiểu, họ cứ họ nhìn cái hình tướng bên ngoài, họ cứ thấy ai họ cũng nghĩ là thầy tu. Thì đó. Bởi vì cái bài đừng tưởng của ông Bùi Giáng ông viết đó, thấy không? Đừng tưởng đó. Đó. Bởi vì thí dụ như cỡ nói chuyện mà ngang ngang tà tà như tu gì thì họ cho rằng là không có tu, thấy không? Thí dụ vậy đó, họ cho là ông thầy nào uy nghi tế hạnh mũ mĩ, tai thì là chuỗi mắt là liêm diêm, nó phải nghe. Đó thì cái tướng cái này, cái đó gọi là tướng, thầy theo tướng nói chuyện, mà đa số chúng sinh giờ theo tướng không mà, không theo tánh, con nó Mà khỏi nó cuồng nghe, cuồng chứ sao nó cuồng. binh là nó cuồng luôn Trời á. ơi, thầy đụng chuyện là ăn thua đủ, bỏ vợ bỏ con luôn nghe thầy, từ cha từ mẹ luôn, thầy có tin không? Đừng có nói chi rồi đấy đâu, nó cuồng rồi nó không biết gì cả. Tin nó cuồng đúng không? Gặp quá trời nhiều rồi thầy ơi, thầy mà đúng tới đây Nên thầy là có lợi có chuyện. thì cái tôi tá quả, chứ là tôi không biết, chính tôi là người tu mà nói thì ông tôi không biết tin ai nữa, đừng nói chi với ông người đời, thấy không? Người đời á, người ta tin tưởng ngoài đời, ngoài cái chuyện vật chất thế gian, rồi tin cái ngôi nhà tâm linh là tin đạo chứ gì. Mà tin đạo thì muốn tin đạo thì phải có phải phải nương nhờ mấy ông thầy, để mấy ông thầy để truyền đăng, truyền đèn, truyền pháp, truyền dạy cho mình. Mà thí dụ như cái gì cái ít nhất nó cũng phải có, người ta nói giấy rách phải giữ lấy lề, nhân nghĩa lễ trí tín phải có, mà đạo đức không có thì dạy gì được. Cái chuyện cá nhân hư hèn tôi thật sự tôi nói bởi mấy thầy hiểu thưa hiểu, thầy nào hiểu cảm thông mà tối tôi nói chuyện với nhiều thầy lắm, tôi nói nếu cái đạo đức mà mấy thầy sai làm phạm phải giới luật tôi không hề trách, tại vì mấy thầy rướng qua không nổi, ông hiểu, rướng qua không nổi chứ người ta đâu có muốn như vậy, do cái nghiệp nó còn lôi kéo tôi rướng không nổi. Nhưng mà có cái là cái làm người đó, làm người mà vô đạo vô đức đó, mà không tròn thì làm sao mà làm tiên làm Phật. Ngày xưa luôn luôn lúc nào cũng có câu là dục tu Phật đạo thì tiên tu, nhân đạo thiên đạo, muốn tu Phật thì phải tu làm cái đạo làm người làm trời cho nó xong đi, mà làm người thì quân sư phụ, ba thứ xưa nay là quân sư phụ, rồi nhân nghĩa lễ trí tín, mà những cái đó là cái điều căn bản mà một người tu mà không có đạo đức mà phản thầy rồi chưa đâu, còn khúc sau ông chưa nghe đâu. Hòa thượng nói chửi ghê lắm, chửi nó mày là thua con chó, sao mày không ra đời đi, cho đệ tử chửi, và cả mẹ ổng rồi
bộ Phật tử chữ gì đó rồi thành ra bây giờ. Nhưng mà bây giờ đó là tại sao nó cứ có chuyện hoài, là bởi vì hiện giờ ở Mỹ ông ở cái nước tư bản này, ông là người nào đứng ghế tài là của người đó đúng không, là hòa thượng thừa dịp về nắm đầu đuổi ra khỏi chứ khỏi đó được đó. Chứ còn vì lý do sao về tới nó làm rần rần rần, cho nên nó cứ làm cho công cụ đi suốt vậy, đi không có đi trôi dạt nơi này nơi kia vậy không thôi, cứ 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 du lên du khống. Mà bây giờ cái ông mà ngày xưa có công với cái chùa với hòa thượng mấy chục năm, bây giờ ông xuất gia ông tu, ông kề cận sát bên hòa thượng mà đổ thừa nói hòa thượng đi với con đi là sao. Chính là tối ông đó ông cũng nói chuyện đàng hoàng, ông nếu hòa thượng có gì thì ông đâu có đi đi, đi theo ông, vậy là ông kề cận với hòa thượng mấy chục năm tạo dựng cái ngôi chùa đó đó, rồi ông xuất gia rồi ông theo hầu hòa thầy thượng. có lỗi gì người ta mới đổi thầy, thầy cái lỗi gì đổi cho thầy cũng được, chứ mới lỗi thì phải có lỗi mới đổ được, tại tại giật lỗi lên mà đổ nữa. Đừng nói Tôi thấy thì tôi cũng thiệt đứng đứng mình thấy vậy, tôi thiệt đạo thì sao tôi ngán ngẩm không, tôi ngán ngẩm ngẩm gì ra cái đó thầy bị phải tinh tinh chi tứ đấy phải chi không cái ngẫu phải chi mà ông thầy bình thường á, ông thầy mà không từng giảng dạy gọi là ông thầy mà không có được bao nhiêu vậy, người bình thường xưng tụng á, ít nhất cũng như tôi đi cũng không ăn không đến nổi ngang tàn như tôi đi, lỡ có phản thầy phản tổ cũng không không ai nói gì, tại tánh nó ngang tàn. Còn hồi ơi sao mà giảng nghe nó nghe Phật tử nó mê mà nó ngồi nó nghe nó chảy nước miếng vậy, mà cuối cùng hành xử vậy. Rồi đó chính đây ông tôi cho ông nghe cái đoạn cái những cái đoạn cái âm này nè, tôi cắt ở đây tôi biểu Phật tử hồi qua tôi gửi về cho bên Việt Nam rồi, cắt nó luôn đó cho tôi vì tôi không biết cách luôn, để nó đi mà không sửa đổi rồi bắt đầu tôi cho bung ra. Trời ơi tôi không ngờ mà mình giảng cho Phật tử, mình giải cho người ta cái nhân quả, rồi bây giờ phải chi mà mình đừng có đồ tôn đệ tử, mình đừng có lãnh đạo chùa viện á, đi lăng gọi là gian bạc tùy hồ á, thì bây giờ mình không xài nhân quả phải không, không xài gì. Đằng này ông số đệ tử ông chửi sư ông sư thầy ông thì rồi sao được, đệ tử ông nó lớn nó nhìn ra gì. Rồi tôi mà tôi hỏi ôi đó ba mặt một lời, chính ông nghe nguyên văn chứ để thôi tôi nói với ông đó là nhiều khi giờ tôi nói đi nói lại nó không trúng phải không. Nhưng mà nghĩ xét đến cùng thì cũng là cái nhân quả cũng quả được tại dội à, dao thầy dội dao gì á. Dạ thầy ở thầy nói đi để lại, thầy nói vô cùng đi là cũng là cái nhân quả nữa. Dạ thì đúng, bữa tối thầy thượng tọa ông nói là tại hòa thượng một mặt, bởi vì lý do là không có xuất gia ở Việt Nam, xuất gia ở nước ngoài thì ở nước ngoài đâu có vô cái nề nếp nó giống như Việt Nam. Vâng, đúng rồi. Rồi thành ra cái đưa qua làng Mai học, qua bển gặp ông cụ Giác Hạnh ông theo tăng, tối ngày cứ ca hát không à. Nhưng mà ông này nó có cái lợi khẩu, chứ có cái trí nhớ dài, được cái thân tướng. Nhưng mà tối thằng ca liêm nó rộn đấy, tại với thầy, tôi coi cái tướng này không có làm được việc gì sau này hết trơn á, mà mấy thầy cứ thấy nó có tín đồ đông rồi cứ tưng hô lên vậy, rồi cứ cứ kẻ tung người hứng cũng giống như ông Võ Hoàng Yên vậy đó, cứ kẻ tung người hứng rồi cứ thần tượng lên vậy thôi. Mấy thầy lớn tôi nói ta coi cái tướng tôi thấy tao biết rồi, còn chỉ có mấy ông thầy mà nó lợi dụng lẫn nhau á, thì cũng có mấy người hòa thượng nó lợi dụng lẫn nhau, nó tưng hô lên, nó dạng tế lên. Chứ còn mấy thầy mà ta biết cái tướng ta coi rồi, ta nói cái tướng là cái tướng phản phúc, cái tướng không có làm được cái việc lớn lao sau này, người ta nói rồi nhưng mà không ai nghe hết trơn cái không, tại vì đi đâu cũng được ta tưng hô dạng tế không thấy không, nó có còn giống như người gọi là cò mồi hay đúng cái đó là cái phước riêng của người ta nghe, rõ ràng là cái phước riêng của người ta, cái phước cũng 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 có gieo tạo trong nhiều đời. Chứ đó là chính là hồi tối hòa thượng xác định, mấy thượng tọa hỏi mấy ngài xác định nó rõ ràng là xuất gia xong đâu có học gì đâu, đưa qua làng Mai mấy năm, mỗi năm mấy tháng à, nhưng mà được cái huệ khẩu, ta gọi là cái lợi khẩu đó. Vậy chứ bây giờ mà tính đầu ổng là bắt đầu nó sẽ bung cái đám cuồng ra nghe, nói cho hồi sáng có mấy Phật tử nói là
tín đồ đó đi hoài đao tôi biết tôi là tôi biết tên nào hoài đao là tôi thương chết mẹ tôi có gì đâu tôi sợ cái cô nói bởi vì con biết thầy á ăn ngay đó thẳng thầy không có bậy bạ thầy không sợ người tay nào lúc nào mới tôi thiệt à có chuyện mà nói với chuyện mà lật giặt kia là chuyện chó thì là mà tôi trai gái tôi làm tan nhà nát cửa tôi nhậu nhẹt mê tha tôi sợ chứ tôi đâu khe có gì nó nói hết rồi thành ra giờ á thằng nào con nào mà lú đầu ra là ta chết cái tôi quá trớn đi bây giờ nhiều khi á trời nói thiệt ông á tôi cũng suy nghĩ à nó đi hái rau thấy ông lại tôi thấy tôi đi hái nắng nôi mà tôi an nhàn lắm tôi nói thôi trần gian là cái gì gọi mình nói thế gian nó xin lỗi con tục có kệ mẹ nó đi thôi mình lo mình vườn tược rau mình gọi du thú điền viên đi nhưng mà thấy không được mình không trị cái đám tà sư mình không trị cái đám mà phản thầy phản chúa thì phản đồ này á là mình cũng có lỗi nữa mình nói được mà tại sao mình không nói thành ra chứ hỏi ông nhiều khi tôi cũng muốn thiệt á nhìn lên á tôi không bằng ai thiệt nhưng mà thiệt nhiều khi nhìn xuống á nếu mà tôi thoát được nữa là tôi tiên rồi đó thật thì chưa được chứ là tiên đó là nhưng mà thoát không được nó lại quay quay trong cái dòng chúng sanh này à thấy vậy không nói thì là ta mình hùa theo mà nói ra đó thì chúng nó ghét thấy không ông nghĩ bây giờ mà ai mà đụng tới cái ông đó biết liền á nó thả bầy chó ra chứ không phải là thả bầy gà nữa đâu nó sủa nó cáo cho ông coi chứ không phải tuy vậy đó chứ ông nhớ nghe hễ mà thầy nào thì trò đó chứ đừng có tưởng hả thằng thầy nó như vậy thằng trò nó cũng như vậy à nhưng mà hả thầy nó đóng tuồng thì đám trò nó cũng đóng tuồng mà tới chừng mà nó bung ra rồi đó nó bung ra rồi thì bắt đầu là quyên bày nó nhào ra chứ không vừa đâu như vậy lục canh bao giờ mới lìa được lục canh này thấy không thầy này ấy là sao lìa được thầy là sao lục canh mà lìa được lục canh anh khó lắm cho nên dạ. Nó dùng mọi thủ đoạn là nó đánh cho ông cụ coi như là không có cái đó nhưng mà hay lắm nghe cái mở cái khóa tu là ngay buổi đầu là phải bắt ông cụ qua tối ông cụ nó mà giảng á giảng qua online á giống như ngồi để giảng nè là giảng online vậy là hồi xưa đó là đây là hòa thượng thầy diện chủ đồ kia là người sáng lập này kia làm dữ lắm nghe che cả bầu trời vậy đó nhưng mà sao thầy diện chủ lại còn nói nữa con nói không được ra không nói được bởi vì cái thầy nói ra vậy ông nó cứ giờ là phế đế rồi sao nói bây giờ để nó giao cho cái gì cũng nâng lên ca ngợi đệ tử thầy giỏi đệ tử thầy thì giao thầy có cần gì thầy đã buông bỏ hết rồi thầy cần níu kéo cái gì nữa đến cảm cái gì mà thầy còn bỏ được mà thầy còn níu kéo cái gì níu kéo gì nói thì ông bởi ông hố co ông cũng hiểu ông ơi tôi hơi ông cái chỗ là tôi thì tòa là đáng con ông này nhưng mà mày có đệ tử rồi mới hiểu không có nếu kêu bỏ có không có được cứ ông nhớ thế gian ta nói câu không cha mẹ 100 tuổi mà con 80 mà vẫn coi đứa con là con nít không cứ nghĩ là không bao giờ nghĩ nó là người lớn hết trơn á cứ lo cứ sợ cứ con, ngại con hiểu cảm trên cuộc đời nó như vậy đó nhưng mà đây là thầy nói chuyện người cho nên cái sai lầm của hòa thượng là ổng giao nhưng mà ổng hay xen dự vào ông yêu ví dụ cho ông nói giờ cái nhà này là quyền của tôi nè ông giao nè nhưng mà ông xen dự vào ví dụ muốn làm gì ông quyết kiến phải không được cái ông hẹn ông thùng ông làm vậy đó chứ nếu ông nói à thôi kệ à, ông làm được ông làm đi chừng nào sao thất bại ông biết là lúc đó mình đã nói không chứ ông sợ là thất bại ông cứ ông ý kiến vô mà ông ý kiến ví dụ tôi muốn như vậy mà ông ý kiến vô là tôi khó chịu à không ý là đâu ông hiểu không mà nhất là dính liên quan tới một cái tập thể một cái đạo nữa nhưng mà mai á là giờ giấy tờ là hòa thượng còn tên trong đó thì bây giờ á ổng thừa khả năng ổng nắm đầu ổng liền ra khỏi chùa nhưng mà cái đó nó mạnh quá gọi là phế đế rồi hiểu không giống như y như ông hán đế thời tam quát ông thấy chưa em làm vua nhưng mà đủ thứ nào là ông gì cho tới cuối cùng ông gì mà cha Lữ Bố đó rồi tới cuối cùng Tào Tháo Đổng Trác là đầu tiên là ông gì đó rồi tới Đổng Trác rồi tới ông Tào Tháo thấy không nóng miệng ra nè vua ngồi cao chứ ông Tào Tháo mình nói Tào Tháo đời cuối cùng thì ông ngồi đâu tăng hắn cái là ông vua không giống
Đó, mà Tào Tháo biểu giết Hướng Phi là giết Hướng Phi, không phải không? Thầy ơi, nhưng mà thầy nói người đời, còn đây là thầy tu rồi, đã xả bỏ hết rồi không, thầy. Thật sự đạo đời nó không có khác cách, nó chỉ cách nhau có đường tơ kẻ tóc thôi. Ông nhớ, nó chỉ cách nhau có đường tơ kẻ tóc thôi. Ông vừa nghe hòa thượng nói đó, mình đi tu rồi, cái nhất là cái đầu. Đó thì nói, nhưng mà thật sự nói chứ đau không không? Đau mới nói vậy, chứ không đau sao nói vậy. Con nói thật thầy, con nghĩ là thầy là con bỏ hết. Con nói cách cái gì, con đi nhất, con đi mất tích, không cần liên lạc đi. Tới đâu tới. Nhưng mà cái quan trái này, bỏ nó cũng không để cho yên. Trên đại như, y cái tình trạng này á, cái tình trạng đó là y như cái tình trạng ông Bình Sa Dương với A Xà Thế vậy đó. Đó ông Bình Sa Dương vô tầng Bà Sa La đó, giờ đó cái dạng này có coi chứ có ai, con muốn lúc nào ta giao, nhưng mà nó đâu có chịu. Nó phải nghe là nó bắt vô tù, nó làm cho tới chết nó mới yên thân, nhưng mà không chết nó không có yên thân, ông thấy không? Ông thấy tính ông Bình Sa Dương, ông không có con. Ông đi cầu tự khác nơi để mà đẻ ra được A Xà Thế, ông phải bắt bọn làm ác, ông bắt cái ông tiên thắt cổ chết. Ông mà đang tu đạo tiên đó, bởi vì cái số ông đó sau này đầu thai lên làm con của vua Bình Sa Dương. Nhưng mà cuối cùng ông tiên đó, ông tu luyện, ông luyện hoài chừng nào ông chết. Ông này càng ngày càng già chừng nào có con, buộc lòng phải lấy cái lệnh là cái quyền làm vua bắt người ta chết. Đầu thai vô làm A Xà Thế, thấy không? Mà thì lúc coi như là lúc nào ông lúc nào muốn làm vua thì ông Bình Sa Dương ông giao chứ gì, ông đâu có tiếc ngứa cái gì đâu. Nhưng mà đã vậy mà không muốn đó, thấy chưa, mà giam cho tới lúc mà chết luôn mà. Nếu như cuộc đời mà mình thấy nó đơn giản thì nó không phải cuộc đời thiệt rồi, thấy không? Nó không có đơn giản chút nào hết trơn á. Cho nên thế giới này á, bởi vì Đức Thích Ca Mâu Ni Đức Phật nói phải á, mình thấy không phải là nói Đức Phật nói sai, nhưng mà đụng chuyện rồi nó mới thấy thấm. Ngũ trược ác thế, năm thứ trược ác thế là nghe kiến trược nè, kiếp trược nè, phiền não trược nè, mạng trược nè, chúng sanh trược nè. Chứ nếu mà chỉ có phiền não trược hay là ác trược không thì đâu có chuyện Phật nói chỉ tới năm thứ. Ngũ trược ác thế, kiến trược, rồi kiếp trượt, phiền não trượt, mạng trượt, chúng sanh trượt. Thế tại sao mình không bắt trước Phật thầy? Tại nó đâu phải dễ đâu. Mình không bắt trước Phật thầy. Không, con phải dễ, nhưng mà mình bắt trước, mình tặng theo từng giấy chứ mình không thể làm như Phật được, bỏ một cái rột. Thì bây giờ thôi, rồi nói nè, nếu ông hỏi vậy thì tôi xin trả lời một câu nè. Ông đủ phước đức như Phật thì bắt trước Phật được. Phật có tất cả, Phật cái buông được tất cả, tôi nói đơn giản như đó thôi. Còn bây giờ ông có gì không, ông bắt trước Phật thì sẽ bỏ ra, ông lượm vô hai cái là bắt trước không. Sở dĩ Phật quá đầy đủ cái phước đức rồi, phước đức nó cộng với cái trí tuệ nữa, cho nên Phật vô cái một à. Còn mình bây giờ nó thiệt ra giàu sanh ra đó, giàu có cỡ nào đi nữa, nhưng mà đâu có đủ phước như kiểu Đức Phật. Phật đạt tới cái phước giàu là thời đó là chưa đi xuất gia đó, nhưng mà cái phước này là phước từ vô lượng kiếp đã gây cái nhân lành này, đã nói là vô thượng năng nhân tăng kỳ cũ viễn tu nhân. Còn mình giờ mấy đời, cho nên mình nói thì cái gì nó cũng dễ lắm, nhưng mà bỏ không phải. Con không đã làm được như Phật, nhưng mà con bắt trước. Con chỉ bắt trước thôi chứ không có làm copy thôi, chứ con không dám làm như Phật được. Mình bắt trước được, bắt trước là Phật bỏ ra, mình bỏ vô. Đúng bỏ. Con bắt trước bỏ. Bắt trước không được. Bỏ dạ. Bắt trước một chữ thôi, người bỏ ra, có người bỏ vô. Bắt trước được chứ bỏ. Nhưng mà cái chữ sau đó, quan trọng là bỏ ra hay là bỏ vô. Thấy không? Phật á, thì móc cái phiền não liền ra, móc cái ích kỷ, cái tị hiềm, cái ghét ghen, cái tham sân si vật liền ra. Còn mình thì không vô, mặc trước được con chữ á. Nè, chứ con ông Giang nói là theo đúng lịch là được. Kiểu chứ đó, Phật có Phật cái từ từ bi hỷ xả, còn mình thì cứ từ bi, ta chứ hỷ cái mũi đâu chứ không xả. Thấy không, mình từ bi cái tới chữ hỷ là sao bắt đầu rồi đó,
thì mũi cứ rột 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 tức tôi, không biết tức tôi hồi xưa không có. Mà cho nên tại sao ngài là Phật, còn mình cứ trôi lăn hoài. Nói mày bắt trước cái đuốc của Phật, cái ánh sáng của Phật mình bắt trước là không thấy. Mình bắt trước mà càng cái nửa đường, cái nửa đường à, đi cái nửa đường là coi như tới đó là mừng rồi đó. Nó giống như thí dụ nó bỏ ra chứ bỏ vô bắt trước được chữ bỏ thôi, còn có chữ sau đó tùy duyên mà thay đổi. Nếu mà nhà thì nếu nhẹ lắm này, nếu bắt chước được nhẹ thì biết rồi, nhẹ bắt chước nhẹ lắm rồi thầy, nếu bắt chước được như Phật á nhẹ lắm, học mà làm được như Phật thì sung sướng biết bao. Chừng chừng đó thì mình từ từ làm cái nhỏ, mình từ từ làm cái nhỏ trước thầy, làm cái nhỏ nhỏ mình làm vặt vặt trước, chứ đại sự như Phật thì mình làm không được, bỏ hết cái bài gì đó thì bây giờ giặt giặt nè, quá thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Ban đầu á thì đúng ra đó mình quán là mình còn lưỡng lự, đúng không? Lưỡng lự là mình còn gọi là đắn đo dụ dự mới quán, ngồi còn suy nghĩ. Là tu mà tới cỡ Phật rồi thì đâu còn quán nữa, nhìn tỏ rõ à. Ông thấy đúng không thanh, mình đi vô thường thì bây giờ mình chỉ quán nhưng thôi. Mà mình quán thôi chứ mình có quán được đâu, thấy đẹp không mà quán vô thường đâu thấy mà thấy đẹp không à, thấy không? Cho nên là tối hôm qua có ông đạo hữu ở trên trên gần DC á, mà ổng là tại tội nghiệp nha, ổng cung kính tăng bảo, ổng cung kính người tu, ổng nói chuyện đằng mày, ổng xưng con. Nhưng mà ổng biết không, ổng là thời của sư ông Thiện Hoa đó, là có nghĩa là ổng nếu mà tính ra, nếu mà nói cái thời á, cái thời cuộc á, là ổng ngang với sư ông Thanh Từ, ông Từ Thông á. Mà mỗi lần mà ổng điện về cụ Từ Thông là mọi người phải cho nghe máy, bởi vì ổng không có tu. Nhưng mà tại vì ổng cái thời đó là giống như con ngày nào vì hồi xưa thời Lục Hòa Tăng ở Châu Đốc á, người Châu Đốc đạo hữu đó tội nghiệp, mà tôi nói giờ mời đạo hữu xuống đây chơi từng tháng nói chuyện cho nó đã. Mỗi lần mà ổng gọi được á, hai người nói chuyện mừng lắm, mà ổng cứ một mặt là con không nghe. Nhưng mà thật ra đối với hòa thượng lớn là ổng thời đó đó, bởi vì ổng nói thì con không có đi tu, nhưng mà thời đó là thời mà thời Ấn Quang, mà lúc sư ông viện trưởng còn người kia nọ, là coi như là hòa thượng Thiện Hoa đó, là tới là coi như hòa thượng dạy dỗ này kia. Là thời xưa mà nói xin lỗi chứ thời cụ Từ Thông của Thanh Từ, mà thời đó mà chưa được ngồi ăn, vì mấy thật cụ đó đệ tử thầy viện trưởng đâu có được ngồi ăn ngang rồi được kia. Ý không phải ông đó tự hào ông ngã mạng, nhưng ý ông nói thưa thiệt vậy đó, và cứ như là ông chứng kiến bao nhiêu cái thời cuộc á đó. Vì hồi xưa là giống như gia đình của đạo hữu đó, thì gia đình cũng có cái bề thế của cái trước năm 75, rồi được gia đình là có công với đạo với chùa, rồi vẫn không đi tới chùa từ nhỏ vậy đó. Nhưng mà ông có dư sức gia, rồi ông hay đi theo mấy thầy này kia để làm thị giả, hay đi công việc Phật sự rồi đó. Ông nói, đang nói chuyện gì bắt qua chuyện đó, cái tôi bên ngang người ta. Ý nội dung nói gì mà bắt qua chuyện này cả. Thầy học Phật mà chưa bỏ. Không phải, nhưng mà cái chuyện gì nữa mới nói chuyện này. Ông nói, đó thì thầy có mấy thầy, thì ông nói ông biết quá rồi. Luôn cả ông pháp sư giác đức rồi mà ông còn làm thẳng, mà ông làm thẳng luôn á. Ông nói pháp nói mang tiếng pháp sư chứ giảng thì được, chứ còn mà không có biết gì đành gì để ông xây dựng luôn á. Thì ông dỗ vậy vì ông ở đâu đi theo học hỏi mà nhắc cụ Bình An. Ông không biết là hồi đó đằng này nuôi cụ Bình An đó, ai ngờ đâu cụ Bình An là gia chú của đạo hữu đó. Tại ông nghe ông mừng quá, tại vì có thời gian này lo cụ Bình An, mà thành đó cụ mà hồi đó bảo trò ráng học cái lỗ ban đó, ông cũng dạy mà ông cụ sư ông già xưa đó. Nói trời, hồi đó sư ông nói đâu có tin đâu đồ hữu. Ông nói thầy hỏi chi mà thầy, mà xưa mà thầy gặp được đó, chú con là sư cụ Bình An là ông truyền nghề là tới đà đầu á, sao ông biết cụ Bình An? Ông nói chú con trời ơi, tôi hầu cụ đó cơ nghiệp. Ông nói đó, tôi nói trời, ông đâu có ngờ, rồi ông còn mừng nữa, ông nói quá trời, trời đâu ngờ nữa, trời trước khi tôi qua Mỹ tôi còn lên thăm hòa thượng rồi,
rồi 2-3 tháng sau hòa thượng mới liên tịch. Nó làm vua na hồi đó ông nói ông cái mù rùa ông lắc này nè, mà thời đó mà ông nghĩ cái thời tôi còn nhỏ mà ông cũng nói quản đấy, nói cứ bạch chọc cậu chơi nó cậu coi tương lai con có được làm gì lớn không, cụ hồi xưa nít vào hai con có làm quầy thượng hay con có làm hay làm giám đốc hay là làm cha hay làm thầy chồng vậy đó. Cái ông cứ coi bạn đi, ủa cái sao tôi dòm thầy không có ở Việt Nam. Trời ông nói vậy đó, đó, đó dạ ông đấy mấy chục năm mình nghĩ đấy dạ tôi dòm cái tự nhiên thầy không phải là người ở Việt Nam. Mà lúc đó hỏi ông, tôi nói cụ ơi có đứa con đi Campuchia có chứ con đi đâu mà gần lắm, cũng gần lắm, Trà Vinh qua Campuchia gần lắm dạ đấy. Đâu nghĩ là đi đâu không, lúc đó ở Sài Gòn rồi ở Sài Gòn Sài Gòn này Sài Gòn mới gặp cụ mình ăn rồi vấp đó, mà cụ nói mình đâu có tin. Tôi nói trời cụ ơi cái đứa con đi Campuchia có chứ giờ đi đâu con quen lớn đâu, mà mình thì cũng không có đi xuất dương đi học đâu, đi học nước ngoài thầy đâu có tư tưởng nào đâu dạ. Đâu có tư tưởng tiến sĩ, thạc sĩ đâu mà nói là đi xuất dương đi nước ngoài. Mày về quê mày giảng dạy là mừng lắm rồi. Dạ, thì thật sự cứ nghĩ vậy mà ông cụ nói không. Cái quẻ này nó không có hiện ra ông ở Việt Nam, ông ở nước Nam. Cụ coi sao kỳ vậy, ông nói về già đấy, nói vậy. Cái quẻ này ấn hiện ông không có số nước Nam. Hay vậy, dạ. Hay vậy. Nói không tin mà không có được. Dạ. Người ta nói trước mà sao không tin được. Nó kẹt nhiều cái nên thầy nó bảo đấy chứ không tin không được thầy. Có cái nghệ thuật gì, có cái bí thuật gì đó thầy. Nó giống như đám con thầy Giang Hương đấy là làm lão thống đi. Chưa đại từng lễ ông đó thẳng qua. Kinh khủng. Là luôn cả bà Trần Lệ Xuân và Ngô Đình Nhu rồi này kia nọ là ông coi không đó, đó là ông coi cái gì riếp rước ông không á. Bạn phải nhưng mà, này. Nhưng mà tới cái thời đại 75 vô thì ông đâu được tận dụng. Thì ông hiểu rồi thời trước thì trước nhưng mà rồi ôi việt cộng tham coi cái đó lắm nào. Không cái nhưng mà họ mới vô thì cũng có lấy chùa đồ hết lấy chùa hết mấy người nói tại nói cái ông nó trời ơi phải đó con vô sắp kỳ vậy sao con không biết, tôi nói trời bởi vì tôi lúc đó còn nhỏ không biết đâu, lo tôi sư cụ rồi thôi mà đều lo có mấy tháng hè. Tại vì lúc có đem cụ về Gò Giáp thì giống như là ông thầy đó là cũng bạn với hòa thượng Canada đó. Yeah. Là ông thầy đó mới dẫn cụ ở Canada đi tu. Thành ra ông thầy đó cũng là sư chú tôi, là sư sư gia sao thầy tôi đó, cho nên mấy ông mới nói giống như là ông thầy đó thì cha ông là bộ trưởng bộ viễn thông, cho nên giống như là nhà nước giao cụ này cho ông thầy này quản lý vậy đó. Thành ra lúc thời gian nó còn nghiêm khắc mà ông còn nghi ngờ đủ thứ hết trơn. Thành ra ông cụ này ông về ông ở đó thì tôi thấy cụ tôi có tật tôi bởi vậy nên theo rồi nghĩ á, chắc về già đằng này không có mất cái phước, tuy là cái miệng ào ào chứ hồi đó giờ nuôi người già nhiều lắm đó, từ thời đó nuôi với ông cụ này rồi. Rồi tới ông cụ mà nói mà ở vòng ông cụ mà ông nói vô chùa đó đấy, cũng sư ông với ông cụ hồi xưa nuôi với ông cụ già rồi qua bắt đầu với bà già. Thành ra tôi nghĩ là cái gì nó cũng vậy á, gieo cái nhân thì như hòa thượng nói theo nhân quả, dầu mình không muốn đi chăng nữa nhưng mà lưới trời đó cũng đâu có lọt cái đâu. Nếu mà mình nghĩ lại nó buồn là sao cuộc đời con người cứ mãi trong cái ham hố danh lợi mà làm những chuyện mình không biết được mình á. Nên trong kinh Đức Phật dạy rõ ràng á, Phật nói là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả đó. Người mà Bồ Tát á phải làm muốn làm gì phải nghĩ ngay cái nhân của nó. Cho nên như vậy mà sư ông viện trưởng, sư ông Thiện Hoa mới viết cái cuốn sách Bài Học Ngàn Vàng đó. Ông biết câu chuyện đâu? Còn đọc kinh nhiều khác bây giờ đâu. Bài Học Ngàn Vàng sư ông viết cái thành một quyển sách. Là lúc đó là có tôi cũng không đọc hết nhưng nội dung ngắn thôi. Nội dung có một câu một à, là có cái ông trí thức nọ, ông giả bần cùng, ông giả người lang thang gian bạc từ hồ vậy đó. Ông đi đâu cũng ra ông bán cái bài học ngàn vàng, bài học của 1.000 lượng vàng. Gặp ông vua này ông cũng kiêu hãnh là sao đó. Ông nói bài học gì mà tới ngàn vàng. Ông ra lệnh sao đó giống như là
ông coi thường nhân quả đó, ý nói vậy đó. Cuối cùng thì cái bắt ông này bán cái cá đó một, hỏi cái gì mà tới ngàn vàng, nói câu một hả, là ngàn, 1.000 lượng vàng mua mới được đó. Là phàm làm việc gì cũng nghĩ hậu quả của nó vì sao đó, nó câu đó thôi là bài học ngàn vàng đó. Tới ông vua ông bị sa cơ thất thế, ông mới thấy câu mà đúng đáng giá ngàn vàng đó, phàm làm việc gì cũng nghĩ hậu quả. Nhất định rồi, lúc thầy lên thì sao thầy nghĩ được. Vậy thầy có xuống thầy thê thảm thì thầy mới nghĩ được cái câu đó đấy chứ. Mà con người sao bây giờ cái xã hội á, làm ác nó không có lường ha, nó không lường ông ơi. Sao tôi bãi nhiều Phật tử mà họ thương, họ hiểu tôi, họ thấy họ mới hiểu. Trên đời này tôi giận, tôi chửi ông sùm chứ chưa bao giờ tôi nguyền rủa ai mà cho người ta khổ hay là cho người ta thành con vật hết. Giận chửi ông sùm mà rịnh mỡ rồi ăn bả hèm, ăn cám xấu hay là đá cá lăn dưa mấy câu tôi chửi hoài, chứ không bao giờ mà dám mà trù dập người ta cho người ta khổ hết á. Ai mà hại tôi á, thấy ta khổ á, mình còn thương, mình còn nghĩ không, đừng mong cho người ta khổ nữa. Mà sao có cái miệng à, tôi bởi cái tướng tinh chim cú á, cho nên tôi dễ ăn chim cú đó. Cái miệng hay nói là ta ghét, nhiều người ghét hơn người ưa. Mà không mà kệ đi vậy, nó mới còn tồn tại tới ngày hôm nay á. Chứ nếu mà đằng này người ta ưa hết, chắc sống không nổi đâu. Nhờ vậy nó lưỡng lưỡng vậy mà thấy nó khỏe đâu. Chứ giờ mà tôi mà ưa hết, chắc tôi tiền rừng bạc biển danh cao lộc cả, chắc tôi lên trời chứ tôi ngã tôi không vừa đâu. Cái vụ đó con chỉ sao thầy tự sao thầy thăng tiến được, thầy tiến hóa được, thầy lìa được. Đời nó khó tiến lắm nếu mình không có ý chí, bởi vì luôn luôn lúc nào nó hãy cái mặt mày nổi thì cái mặt kia nó chìm. Mấy ông thầy á, sở dĩ mấy thầy còn trẻ chứ tôi không nói mấy hòa thượng lớn nghe, hòa thượng lớn thì phước đức nhiều, ông nói tu có phước đức nhiều đời cũng như hiện tại. Mấy thầy mà trẻ ông để ý coi, thầy nào mà lên cao chừng nào thì tự nhiên cái đạo đức nó giảm chừng đó, nó khổ vậy. Còn mấy ông thầy cứ để đi gọi là bầm dập te tua tơi tả đi, rồi sau này á, rồi chịu đựng vượt qua được á, rồi nó quý giá lắm. Giống như bây giờ đi, tôi nói thiệt ông á, nếu một ngày xưa mà tôi từng cầm tiền trong tay đi, thí dụ nói đi, thì tôi coi đồng tiền nó rẻ lắm. Cho tới khi mà mình đi làm cực khổ ha, bây giờ thí dụ như đó, ngồi mà lặt từng lá rau, không phải mình không có ăn mà ngồi lặt từng lá rau, nhưng mà vậy mới thấy cái xót xa của người làm nông, rồi mới thấy đồng tiền nó quý. Chứ hồi xưa thiệt ông có gặp 1 đô 2 đô tôi liền rầm, tôi đâu có coi ra gì. Vậy hả? Không có thiệt vậy hả? Bởi vì Phật tử vô cúng toàn là ông, ví dụ như là nhiều khi ông đi làm không, ông còn kiếm từng 20 đồng, còn mấy ông thầy ở chùa như tụi tôi 20 đồng đúng có thèm dùm tới. Cài rồi. Không có này nói thiệt chứ không phải nói không có nói dối nha. Cái đó đúng, con có nghe. Gửi về 100 đồng bạc không thèm ai nhận. Nên kinh nghiệm đó thầy không nghĩ. Bây giờ nè, tôi suy nghĩ tại sao á, mình tâm thôi. Nó vừa qua nó gửi của anh, thay vì nó gửi 1.000 thì nó không, thầy nhận 500 à, nữa là thôi. Thấy không, tôi suy nghĩ rồi, sao tại sao mình không nhận 1.000 mà mình nhận 500. Tôi thấy nó giàu cho anh có đi làm nhiều tiền, 1 tháng cho 5.000 đô, 7.000 đô, nhưng mà một ngày của anh thì cũng làm học 200 đô, cũng cả ngày trời rồi, ông thấy không? Thành ra mình ngồi mình nhìn thấy mà càng làm nhiều thì đáng thấy nhiều, phải không? Rồi nó cũng đâu cũng vô đó chứ, ở Mỹ mà đâu bộ đâu phải như, á. Rồi ở Việt Nam cũng vậy, mình thấy một ngày á, mấy người mà đi làm có cái trình độ đó mà cũng cao nhất là 7, 8, 9 triệu, 9 triệu đi, cho 9 triệu là ngày 300.000. Nhưng mà bây giờ á, Phật tử mà đi chùa mà ở thành phố Sài Gòn hay gì á, mà đi xuống cúng 300, 400, 500 ngàn, khi mấy thầy quê rồi mấy thầy Phật tử Sài Gòn mà cúng vậy. Nhưng mà mấy thầy không để ý rằng một ngày ta đi làm xót mắt, trong khi ở quê bây giờ á, là làm hồ, làm thợ chánh á, mà ngày có 320. Dạ. 320 ngàn á, 320 ngàn. Tại cái bán đi bán tờ vé số mấy ngàn bạc mà cũng phải đi bán cả ngày trời. Cho nên vì vậy tôi thấy vậy á, tôi mới á, như ông thấy không? Tôi nói thiệt cho tôi kia, tôi hái từng cái ớt, đó, nhưng qua tôi nói thẳng nè,
Tôi nói là tôi bán được nhiêu là nhờ ông Na ông giữ cho chắc ăn đi, để mà cuối năm á, giờ không nhiêu nhưng mà cái lòng của tôi đó, tôi cũng phe được 500 rồi đó, giờ ráng kiếm 1.500 như y như cái lời tôi nguyện, còn dư hơn nữa là tốt, nhưng mà trước mắt là như cái lời mình mong mỏi từ đầu tới giờ mà được. Nó nói nhiêu ví dụ đây là từ đây tới cuối năm là dư 2.000 thì rồi đó, thì cái gì đó. từ từ, nhưng mà Nó, cái nhưng cha mà vậy thầy nó đổ vui. hôi, thầy đổ mồ hôi ra thầy mới vui. Nó vui bằng cái công sức của mình. Rồi ông nghĩ nó 2.000 đô đó mà chia ra cho mấy mấy trăm người, người cho là 500.000, người già 500.000 đó, 200.000 đó, mua gạo là tới chắc chắn là giờ tới tới là phải ít nhất 150 rồi, 150.000 đó. Giờ thì 130, 140 rồi, mà cái mùa dịch này lên là tới tới là trăm À, rưỡi hơn đó chị, 200, hơn 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 thùng mì còn là mấy trăm ngàn. Mấy trăm ngàn mình nghe mấy trăm ngàn mình nói, chứ thật sự mấy trăm ngàn cầm mua cái gì? Bây giờ ông thấy hổng, ông chở tôi đi hổng mua cái gì đó, về cuối cùng tôi giờ tới dùng luôn có cái gì đâu, có mấy bịch kem chai, có mấy cái đồ để dành đồ khô vậy thôi, mặn 120 đồng 46 sen, không thấy chưa? thì con nói thầy để con Cũng mua cho thì thầy đỡ tiếc, vậy thôi à, không rồi thầy đỡ tiếc tại vì mà thầy không mua nhiều, thầy mua lật ra thì nó ông hơn. mua thì ông mà rắp rồi mở cái hang mắt ông không thấy. Nếu mà hạ ba nữa là thí dụ như giờ mua món này không có, đằng này quyển chuyển cái món khác đó. Thí dụ bây giờ như như tôi làm món bì đi, nếu như mà phay môn không ngon á, tôi quyển chuyển phay lang. Còn ví dụ giờ ông mua phay môn là phải phay môn, đâu Rồi, biết cách quyển cảm chuyển. ơn, dạ. Còn thí dụ như phay lang không có, tôi quyển chuyển phay tây Thầy đó. dặn con như vậy, con thì mua như vậy Đó. chứ con không Thành bình thường ra cái người nấu phải đích ngược đích thân người đã đi mua thì gọi là người ta biết ta cách ta đâu. nguyễn chuyển, chứ còn mà dặn mua nó khó lắm. Còn ví dụ như quán thì nó khác, quán thì bây giờ đó ví dụ món 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 lẩu là phải cái đó thì nó dễ rồi, không thay đổi được. Còn ví dụ mình làm mình ăn hay mình làm mình để khách mình nguyễn chuyển được. Ví dụ như nấu cháo, nấu cháo có khi thì cần nấm, cần cà rốt, cần củ sắn, nhưng có khi giờ củ sắn nó hư đó, mua 4 năm cái củ sắn về xài nó 2,5 củ à, ý là lựa dữ lắm lựa, và nó cũng hư trong mùa này cho củ sắn kỳ quá. Còn đó, nghe đó. Trong bên ngoài vậy chứ không phải vậy. Tại trong bên ngoài là lựa, tại trong bên ngoài chứ tại Mà bọc cho được. mấy củ kia còn tệ hơn nữa. Đó, là Rồi đây. thôi về không được làm gì thôi, bỏ bỏ gọt vỏ bỏ, tới nay luôn có 2,5 củ làm ăn gì Thế là bảo đi mua hôm nay cho đi mua cho. thôi. Rồi tự nhiên là cái cô bảy có mua đâu mấy cúc phúc phai môn mà không biết cổ mua không mấy nó phai cũ phai mới, chắc cổ cũng tội nghiệp thấy ngoài hay làm bì chắc thấy rẻ mua bốn bốn năm phút bước ra lại cũng còn 2 phút mấy à, cũng hư vì để mấy ngày đó. Cái hai nữa phai môn mà đôi khi nó đựng như cái túi nó muốn bán rẻ cho mình làm liền. Vậy thôi thấy đời chán mình á, giờ làm bằng mồ hôi nước mắt của mình á, rồi mình mới thấy nó quý giá. Ngồi á, tính ra thí dụ như mấy cái người thợ giũa neo bao lương tháng á, bao lương tháng á, là một tuần á, nếu mà được á, hơn thì chia hơn, không thì 800 đồng một tuần, 800 đồng một tuần thì cũng tính ra cũng hơn có 100 đồng một ngày Dạ. mà ngồi ngồi làm thấy mồ chứ cũng đổ mồ hôi hột, dầu là ở trong máy lạnh chứ không nghĩ giũa được phải 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 ngồi mà im chứ, mà ngồi mà không chánh niệm cắt bậy người ta chảy máu, người ta thưa nữa phải không, đâu phải dễ ăn cái đồng tiền người ta đâu, mình nghĩ vậy đó. Cho nên thôi nên nó thôi giờ kỳ này á, tôi xây dựng kỳ này nữa thôi nghỉ ngơi là vừa, thiệt không làm nữa. Bây giờ nãy đằng này ra chờ chờ ông sĩ ông tới đặng đo đất đặng đi làm, thì bữa nay á, thì ổng giống như là lại lấy ngày thôi, rồi để cho chú đi chơi đã đi rồi chú về hãy làm luôn, bởi vì đằng này tháng 8 mới 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 dọn phòng mới đó. Thì bây giờ trần nghĩ á, làm nó kiểu như cái máy hiên vậy nè, thì ở trong ở vừa vừa cái bằng bằng tổ xuống thì ở cái vách ngay chỗ trần bầu đó là một cái nhà nhà tắm ngay đó, để cho nếu mà kẹt bên đây thì Phật tử có thể mấy ông thiện nam qua bên đó, rồi nối theo á, là cái tủ lạnh với cái tủ đông luôn đó, rồi mới chạy dài ra sau là nếu được thì làm đeo cái máy giặt máy sấy ra đó luôn cho nó trống trong này,
Rồi đó là cái bên này thì cái phòng của tôi thì tôi nghĩ thôi phòng cũng không cần làm lớn lao chi, đủ cái giường thước ngủ vậy, bề dài bề ngang thước, bề dài 2 thước vậy, với để cái võng vô đó luôn, với cái bàn làm việc vậy như đó thôi chứ gì. Thì trong cái chỗ restroom thì cái restroom nó có hộc để mình mắc quần áo vậy thôi, chứ cũng không có trang trí gì. Thôi nghĩ là chỉ có chỗ chui ra chui vào cho nó sạch sẽ được Thầy hơn Phật rồi, rồi. Nếu bây giờ tại thầy Phật không có chỗ chui ra chui vào mà thầy có chỗ chui ra chui vào là hơn Phật tại vì rồi. bây giờ mình cái đợt cái thời giờ không có cho phép cái thời của hoàng đế. Bây giờ chờ ông tới để ông chở tôi đi, tính đi chỗ cái đồ cũ á, mình kiếm mình mua mấy cửa gậy đi, có khi đồ cũ mà tốt hơn đồ mới không nha. Nên ông hứa mà tới giờ Giờ là 12 giờ nó chưa tới là sao, con phải đi làm đâu rồi. để điện cho Giờ này nó chưa tới, con tưởng nó thay đổi coi, 11 ông giờ nói hả? 11 giờ mà vậy đó. Nó đi đi kệ đi mua mấy cái đồ cũ, giống như mình không mà ông làm hết ngày nay đi. Ủa chú đâu rồi? Trời ơi nửa tiếng vậy rồi, vậy làm hết buổi chiều rồi. Rồi rồi rồi, ăn cơm không chú? Có ăn cơm không, tôi nấu cơm. Thì đi mua đồ phải đi mua hết buổi rồi, chở cho tôi đi chỗ đồ cũ, tôi muốn coi mấy cái cửa đồ, mấy cái nào là hà tiện được, cái nào hà tiện chú ơi. Kệ làm kỳ này cho nó sạch sẽ cho tôi một lần nữa đi, là tôi nằm tới tới lúc tôi chết luôn đó. Trời ơi vậy tới đo đo đặng đặng vẽ băng vẽ ha. Rồi rồi tôi chờ. Dạ không nghĩ mai nữa hẹn hẹn nữa. Sao bà má nó đi rồi? 14 tay mới đi. Ờ 14 đó hả? Vâng. Ờ thế còn lâu. Ông mà đang làm công trình cho ông uống miếng trà không? Dạ thôi con cảm ơn thầy. Thì có Đó, gì làm. thì nó Thầy tắt đi, tắt đi. như Thầy vậy tắt đi, thôi. thầy tắt đi.